Rồi vô. Vô chưa? Vô vô. Happy birthday Bác Ngao. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hai cô đang ấy hôm nay chị Quyên chỉ làm cho mấy món mồi nhậu là mình đẩy cho bên đây cùng nhau mà một sữa cơm 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 đều là bao tử lòng ruột non u được cái bột sắp tới nữa kìa, còn chưa lấy nó là chưa đem ra là chưa còn còn mấy món nữa chưa chưa ra tới nè. Ừ. Còn bữa nay chắc sang mồi nữa rồi, sang mồi nữa đó tôi nói trời ơi. Ở cái nhà có cái lên nữa coi, tôi thấy nó chưa bán à, nên mà cứ đưa lên á, anh Tâm bể coi. Anh Tâm bể coi xong ngày mai vô nói mình từng nào mà thì làm cực kỳ cứ hữu hữu chứ sao giờ. Nói chung là qua đây rồi đã là nói từ đâu cũng vậy, nước nào cũng vậy, muốn qua qua nước Mỹ. Hỏi qua Mỹ làm chi, là ai cũng qua đấy, qua Mỹ là trở một tuổi một hơi. Chỉ có một con trâu đúng là con trâu đi chạy mà cài ra xong á. Tư nói lại câu nãy đi ăn khổ, nhậu khổ, xong khổ, ăn khổ, nhậu hoài bạc xong rồi làm khổ lắm. Khổ quá khổ. 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 Phải rồi, hỏi cái gì đây nè. Nó cứ ăn nhậu vậy, con cờ bạc nó khổ. Thầy ta nha, thông cảm nha. Hôm nay là tiệc của bên đây của em. Do đó thì cỡ mình Mỹ lắm. Anh em đây tới từng hai ngày ăn ăn nhậu với bài khổ lắm. Ăn nhậu rồi rồi không trả này cái này đâu rồi cái chai đâu rồi đây 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 uống Hennessy thì chữa lửa mà Corona với Hennessy càng không hả đâu đây. Nói thiệt ông nha, ông phán câu đó mà vợ tôi thấy cái video này đâu mà nó chém tôi đó. Sao tại vì đâu mà ăn nhậu xong bài bạc. Uống uống gì cho vui thôi. Cái đó là nói cho nó có cái lệ rồi bạn ơi. Nói cái nha. Từ đưa đi luôn rồi. Thải thải thải. Để tôi bước ra cửa ra để đâu vụ án viên Đặng Lạc đó. Mấy ghẹ, mấy ghẹ. Có người đăng ký rồi chở đi luôn kìa. Gan thì gì ta đồ gan vậy. Ủa lúc Bác Ngao về hả? Về về về. Bác Ngao về hả? Về lúc ca là Bác Ngao về rồi. Em thì không có dám nói giống như mấy anh. Uống mà gấu cũng không dám nói một câu.